Trẻ đẹp, giảm mỡ, giảm béo nhờ phương pháp nghi ăn gián đoạn 4-4-12. Rất nhiều các bạn chưa biết về một chế độ ăn giảm cân, giảm mỡ. Hôm nay Thắng sẽ chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn sẽ có một thân hình lý tưởng nhờ phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Chế độ ăn 4-4-12 hay được gọi là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 4-4-12 được nhiều người quan tâm. Với chế độ ăn này, bạn vẫn có thể duy trì 3 bữa ăn trên một ngày nhưng vẫn giúp cho các bạn giảm cân một cách hiệu quả. Chế độ ăn 4-4-12 là chế độ ăn chỉ có 3 bữa chính mỗi ngày, bao gồm bữa sáng, bữa trưa và tối, không có bất kỳ một bữa ăn phụ nào xen giữa. Thời gian giữa các bữa ăn cũng được quy định rất là rõ ràng. Bữa sáng cách bữa trưa tối thiểu là 4 tiếng, bữa trưa cách bữa tối tối thiểu là 4 tiếng, bữa tối cách bữa sáng hôm sau tối thiểu là 12 tiếng. Ví dụ ăn sáng lúc 7 giờ, ăn trưa lúc 11 giờ, ăn tối sau lúc 15 giờ. Tại sao bạn chọn chế độ ăn 4-4-12? Chế độ 4-4-12 phù hợp với thói quen của người Việt. 3 bữa chính gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mỗi ngày. Điều này sẽ giúp cho chúng ta duy trì sinh hoạt bình thường mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, phương pháp nhịn ăn gián đoạn này giúp cho cơ thể dần dần thích nghi, không gặp quá nhiều khó khăn mà phải tập luyện quá sức. Khi bạn thực hiện chế độ ăn 4-4-12, không cắt giảm lượng calo một cách đột ngột, đồng thời cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày làm việc và tập luyện. Nhịn ăn gián đoạn 4-4-12 giúp cho cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với insulin, giúp cho cơ thể cân bằng tự nhiên và đốt mỡ hiệu quả hơn. Insulin là một hormone quan trọng quyết định nguồn nguyên liệu mà cơ thể sử dụng để đốt cháy và sản xuất năng lượng. Hãy chia sẻ video này cho những người thân của mình. Đừng quên ủng hộ Thắng bằng cách follow kênh này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.